Đặc công là lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, có kỹ năng chiến đấu đặc biệt. Để làm được điều đó, bên cạnh phải có sức khỏe, bản lĩnh, các chiến đấu viên phải trải qua những bài huấn luyện gian khổ, thử thách tinh thần và sức chịu đựng trong điều kiện khắc nghiệt. Tận mắt chứng kiến họ rèn luyện mới phần nào hiểu hết được sự khổ luyện, tài trí của lực lượng này. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tất cả những màn công phá vượt sức chịu đựng của con người cũng không thể làm khó những người lính can trường này. Họ là những chiến đấu viên của Lữ đoàn đặc công 198. Là một chiến sĩ đặc công đã khó, nhưng để trở thành một chiến đấu viên là niềm mơ ước của tất cả các chiến sĩ trẻ như tôi. Bởi chiến đấu viên là người thực sự có biệt tài, phải trải qua quá trình huấn luyện gian khổ và lâu dài mới trưởng thành. Và hành trình để trở thành một chiến đấu viên là một hành trình gian nan và khổ cực. Ngoài quá trình luyện tập thông thường của một người chiến đấu viên, chúng tôi tổ chức luyện tập nâng cao trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, nắng mưa, giá rét, trong đêm tối, đồi núi, thậm chí địa hình khắc nghiệt nhất để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chống khủng bố và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ cao hơn khi có lệnh của cấp trên. Công việc của các chiến đấu viên chuyên trách nhiệm vụ chống khủng bố là sẵn sàng cơ động chiến đấu phía trước, giải quyết các tình huống khó khăn và xử lý nhiều yếu tố bất ngờ. Điều này đòi hỏi mỗi thành viên phải vừa là những chiến binh thực thụ, vừa hiệp đồng tác chiến tốt trong một đội hình toàn năng. Để thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ mà chuyên trách chống khủng bố, chúng tôi xác định là phải thực hiện quyết liệt trong cái vấn đề tổ chức huấn luyện các nội dung kỹ thuật và chiến thuật cũng như võ thuật. Trong đêm tối, những bóng áo cỏ vẫn lặng thầm luyện tập, kiên gan, bền chí với một niềm tin và lẽ sống, tất cả vì tổ quốc, vì nhân dân. Người cao công căng nha.